Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 4 tập 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 113, luyện tập chung, trang 34. Phần 1, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Này, đây là cái dạng trắc nghiệm. Đó. Câu 1, trong các số sau, số chia hết cho 3 là. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ đi cộng hết tất cả các chữ số trong này. 6, 8, 9, 14. Đây là 14 này. Cộng lại là 14. 6, 2, 8. 8, 6, 14. 15. 6, 2, 8, 9. 9, 7, 16. 2, 8, 10, 16, 17. Như vậy là số này. Nha. Câu B. Nha. Số này là 15. 15 chia hết cho 3. Cho nên là số 6261 chia hết cho 3. Bài số 2. Hòa có 8 viên bi gồm 4 bi màu xanh và 3 viên màu đỏ, 1 viên màu vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu xanh trong tổng số các viên bi của Hòa là. Vậy chúng ta sẽ xem cái bi màu xanh đâu. Tổng cộng là 8 viên bi và 4 viên màu xanh. À, như là 4 trên 8. Nha. 4 trên 8. Phân số chỉ phần viên bi màu xanh trong tổng số viên bi của Hòa là có nghĩa là 4/8. Đây. 4/8 này. Bài số 3. Phân số 7/8 bằng phân số nào? Như vậy chúng ta xem này, 7/8 là phân số tối giản. Được không? Như vậy chúng ta sẽ xem 8 này chúng ta sẽ lên 32 là bằng 4. Được không? 8 ta lên 32 là có nghĩa ta đang lấy 8 ta nhân 4. 8 ta nhân 4 là 32. Như là tử ta cũng nhân 4. 4 nhân 7 là 28. Không phải. Này không phải. Cái này 8 ta lên 32 thì ta mới gì tính xong là ngay chỗ này là 8 nhân 4 là bằng 32. Tử ta cũng nhân 4 là 4 nhân cho 7 là 28. Cái này không phải. 8 mà ta lên 24 là ta nhân bao nhiêu? 8 nhân 3 là bằng 24. Được rồi. 8 nhân 3 là 24. Như vậy dưới ta nhân 3 thì trên tử ta cũng nhân 3. 3 nhân 7 là 21. Đây cái này. À. Rồi chúng ta coi cái này coi thử. Chắc chắn là cái này. 8 mà lên 48 là nhân cho 6. 6 nhân 8 là bằng 48. Được rồi. Như vậy dưới ta nhân 6 thì trên ta cũng nhân 6. 6 nhân 7 là 42. Trong khi đây là 35 là không phải. Vậy câu C là đúng. Bài số 4. Trong các phân số sau, phân số bé hơn 1 là. Vậy phân số bé hơn 1 là cái tử nó nhỏ hơn cái mẫu. Đây cái này 7/8. Tử nhỏ hơn mẫu là bé hơn 1. Câu D. Phần 2. Đặt tính rồi tính. Vậy này chúng ta cộng lại ha. Phép cộng. 7, 8, 6, 5, 3. Cộng cho 8, 0, 6, 9, 4. Rồi cái này chúng ta đặt luôn dấu trừ luôn rồi chúng ta. Thậm chí dấu nhân luôn rồi chúng ta làm luôn cùng lúc. 5, 2, 7, 6, 8, 4. Cái này là 4, 6, 19, 8. Năm hai sáu hai lẻ năm ba cộng bốn là bằng 7. 9 ta cộng cho 5 là 14, viết 4 ta nhớ 1. 6, 6, 12, 13 nhớ 1. 9, 8, 15.
14 nó trừ cho 6 bằng 8, 8 trả 1, 4 1 5, 8 trừ 5 còn 3. 6 ta trừ cho 9 không được, ta lấy 16. 16 trừ 9 được 7. 7 trả 1, 5. 12 ta trừ cho 8, 4. 4. Bài tiếp theo các bạn nha. 5, 6, 30 với 0 ta như 3. 5, 2, 10, 13 với 3 ta như 1. 5, 2, 5, 2, 6. 0. Bỏ chuyển qua số 2. 2, 6, 12 với 2 ta như 1. 2, 4, 5. 5, 10. Ồ, sâu quá. Cả không thẳng hạn. Không. 3. 8. 7. 0. 1. Rồi bài chia. 7, 6, 1, 4, 0. Chia cho 3, 2, 4. Vậy là 7, 6, 1 ta chia cho 3, 2, 4. Ta lấy 3 chữ số bên này. 2, 4 ta bỏ, số 1 ta bỏ. 7 ta chia cho 3 là được 2 lần. Được không? 2 lần. 2. Như vậy 2 là thành ra là 6, 4, 8. Được không? 6, 4, 8. Như vậy là 7, 6, 1 ta trừ cho 6, 4, 8 là 113. Hạ số 4 xuống. Như vậy 24 ta bỏ và 34 ta bỏ, 11 ta chia cho 3 là được 3 lần. À, được 3 lần. Để xem coi 3 lần ok không. 3 ok. 972 bạc tử. Là 3 lần. Trừ ra là 1, 6, 2. Hạ số 0 xuống. Như vậy 24 ta bỏ, 20 ta bỏ, 16 ta chia 3 là được 5 lần. Này nó cong cong khó viết nè, 5 lần. 3, 2, 4 ta nhân cho 5. Vừa đủ luôn. Này trừ nhau là bằng 0. Chúng ta qua bài số 2 trang tiếp theo. Bài 2. Hai hình vuông ABCD, ABCD và BMNC đều có các cạnh là bằng 3 cm. Như vậy cái này là 3 cm này. Này là 3 cm này. Nào, cái này cũng 3 cm này. Nào, 3 cm, 3 cm và 3 cm. Tiếp theo người ta nói gì đây? Và xét thành hình chữ nhật là AMND. AMND. Như vậy cái này cũng 3 ha. 3 cm là chút nữa mình tính cho dễ. Này là 3 cm. Cho biết tứ giác B, M, B, M, C, D là hình bình hành. Tính diện tích của hình bình hành B, M, C, D bằng cách khác nhau. Như vậy thì chúng ta tính sao đây? Hình bình hành thì chúng ta sẽ lấy như này, cái này và cái này nó cũng là bằng 3 cm này. Được không? Như vậy hình bình hành chúng ta sẽ tính đáy nhân chiều cao. Nè, đáy nhân chiều cao. Đáy là 3, chiều cao là cũng 3. Như vậy cách 1.
cách một. Rồi. Cách một thì chúng ta sẽ tính cái diện tích của hình bình hành BMN BMCD là nè, BMCD đáy là DC, chiều cao là BC, đáy là DC, chiều cao là BC là 3 nhân cho 3 bằng 9 cm vuông. Rồi, người ta yêu cầu là tính bằng cách khác nhau, có nghĩa chúng ta sẽ đi tìm cách tiếp theo. Cách 2. Cách tiếp theo chúng ta sẽ tính cái tam giác này, diện tích tam giác này và diện tích tam giác này, chúng ta cộng hai tam giác lại với nhau. Được. Rồi chúng ta sẽ tính diện tích. Diện tích tam giác BCD là, chúng ta đây là cái diện tích này là diện tích của một tam giác vuông nè. Cạnh này nhân cạnh này chia 2, đáy nhân chiều cao là 3, ta nhân cho 3, ta chia cho 2 bằng 4,5 cm vuông. Được. Rồi, tương tự diện tích tam giác BMC. Được. Tại vì hình bình hành này sẽ tạo bởi hai cái hình tam giác này. Cũng tương tự vậy, đây là đáy nhân chiều cao 3 nhân 3. Diện tích hình bình hành BMCD là, ta lấy hai cái tam giác này chúng ta cộng lại với nhau. Đáp số. Chín cm vuông. Rồi cái bài này thầy đã lựa làm cái chia ra nè. Mấy em vì lý do mấy em lớp 4 mấy em chưa học số thập phân thì chúng ta sẽ làm như thế này, ngay chỗ này chúng ta sẽ để im luôn. Được. 3 x 3 là 9, 9 chia 2 thì chúng ta ghi là 9/2. Được. 9/2. Được. Ghi là chúng ta sẽ ghi là 9/2. Cái này cũng tương tự là 9/2. Được. Rồi. 9/2. 9/2 có nghĩa là chia 2 đó. 3 x 3 là 9 nè. 9 chia 2 nè. Thì chúng ta ghi là 9/2. Như vậy ngay chỗ này có nghĩa là 9. 9/2. Được. Ta cộng cho 9/2. Được. Thì bằng 18/2 là bằng 9. 9 cm vuông. Rồi cái bài này thì chúng ta sẽ cộng cái phân số. Thì cái bài dưới này, đây này, cái bài đây là chúng ta sẽ cộng cái phân số. Phép cộng phân số này, bây giờ phép cộng phân số thì bài này cũng có thể là người ta họ gợi ý cho mình cái cách cộng phân số ha. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, các em nhớ là tiếp kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Ở sáng nay thầy nói là cái bài này còn nhiều cách tính nữa chứ không phải là chỉ có bấy nhiêu đâu, nhưng mà vì lý do chỗ này hết giấy rồi cho nên thầy không có làm nữa.